VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Đã quá Pepsi ơi! Những phần trình diễn xuất thần, giàu cảm xúc của các nghệ sĩ tại The Mask Singer Việt Nam đã thực sự chạm đến trái tim của hàng triệu fan yêu âm nhạc cùng hàng triệu phán đoán. Trời ơi, Vũ ơi! Văn Mai Hương, tôi chắc chắn là 1.000 loài bướm là 1.000 nỗi đau. Hai nghệ sĩ của hai bảng đấu đã phải lộ diện. Đêm nay, 5 nghệ sĩ của bảng C sẽ trở lại và lợi hại hơn. Nhiễm Vui Gia, đẹp trai, khôn ngầu, cùng chất giọng mộc mạc. Đừng hòng lừa tên Nhiễm kia. Giọng ca phi giới tính, bướm mặt trăng và màn đối đáp siêu lầy lội. Ta sẽ gọi ngươi là con bướm delay, số phận của ngươi sẽ bị delete. Tí nâu, dấu giọng cực đỉnh, làm hội đồng cố vấn bối rối. Đây là một cái người trong nhóm 5 dòng kẻ. Kỳ Đà Hoa, kiêu kỳ đổng đảnh cùng vũ đạo cuốn hút. Cách tiên ngày xưa là idol của mình. Ủa, em nhớ là em thần tượng chị mà ta. Và cuối cùng là giọng ca nội lực và màn trình diễn thăng hoa của Phượng Hoàng Lửa. Đêm nay, trời ơi, hay quá. Nếu bạn muốn truy lùng danh tính của các nghệ sĩ, đừng bỏ lỡ phút giây nào của The Mask Singer Việt Nam. Đằng sau lớp mặt nạ đó là một huyền thoại đó. Chắc chắn là thần tượng khi em bước vào nghề luôn. Giọng khủng thế nổi không để lên cái miệng mà để nghe cái cổ hát thấy ghê không? Sau chương trình này, Đất Việt VIC Group Holdings làm ơn tổ chức luôn một cái đại nhạc hội concert năn nỉ luôn. Bình thường em hát dòng nhạc gì? Dòng nào em cũng chơi. Nhưng mà em thích nhất là dòng tay anh. Và hãy chờ xem, màn lộ diện sẽ khiến bạn phải kinh ngạc. Đó là ai mở ra? Ta đã thấy nhà ngươi rồi. Và thưa quý vị, đêm nay là tối thứ bảy và chúng ta lại gặp lại nhau trong một đại tiệc âm nhạc, đó chính là... Cảm ơn tất cả quý vị, đó chính là The Mask Singer Việt Nam. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam được thực hiện bởi Vion và V-Channel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings, được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion, V-Channel và V-Giải trí. Quý vị có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam. Vion không thể rời mắt. Ngoài ra, chúng ta có thể phiêu theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chúng tôi, Ngân hàng Quốc tế VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIP Online Plus, hoàn đến 6% mua sắm trực tuyến. Và chúng tôi xin cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi bung cùng nhạc chất. Và đơn vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với những người rất quan trọng. Cố vấn Trấn Thành, ca sĩ Tông Tiên, rapper Huawei, và sự xuất hiện của ca sĩ diễn viên Duy Lê. Wow, xin chào những vị cố vấn. Chủ đề ngày hôm nay cũng là một chủ đề mà Huy nghĩ rất là ý nghĩa. Những điều đầu tiên,
Thì những điều đầu tiên, với chúng ta có rất là nhiều những khía cạnh về công việc của Huy chẳng hạn, thì nó là một cái điều mà Huy nhớ nhất trong lúc mà mình làm nghề, đó chính là cái đồng cách xê đầu tiên mình nhận được là 50.000 đồng. Sau đó là mình trừ luôn cái chi phí đi lại. Thời đó cũng đã biết điều điệu, thuê vũ đoàn, âm tiền. Âm tiền. Thì đó là một điều đầu tiên. Không biết là tất cả hội đồng cố vấn ngày hôm nay có thể chia sẻ những điều đầu tiên của mình được hay không? Huy đã nói về cách xê. Tôi là người thích yêu, cho nên tôi sẽ nói về mối tình đầu. Ngày xưa tôi rất thích ra ngoài hàng xóm chơi, và có một người bạn chung. Chúng tôi vẫn thường ra cái nhà người hàng xóm chung đó chơi với một cô bạn nữa. Và gia đình của cổ làm nghề giữ xe, cho nên ngày nào tôi cũng tìm cớ ra giữ xe giùm người ta. Nhưng mà tôi lại không yêu cái cô bé con của nhà giữ xe, mà yêu cái cô bé đối diện nhà giữ xe. Cho nên mối tình của tôi là mối tình giữ xe. Về nhà khoanh tay thưa mẹ: mẹ ơi con đã yêu. Mẹ chửi: trời ơi, mới lớp 9 mà, mày ăn chưa no lo chưa tới mày yêu cái gì thằng kia. Ê, vậy mà quen 3 năm nha. Lớp 12 luôn. Quen tới lớp 12 luôn. Sau khi vào trường sân khấu rồi nhiều chuyện biến cố thay đổi rồi mới ngừng. Mối tình đầu như vậy là lâu á. Người đó cũng là một người rất là tốt. Nói chung có nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ cho nên không đi tiếp với nhau được. Cảm ơn anh Chiến Thành. Tốt tiên, chưa gì rơi lệ đầu tiên. Nỗi đau đầu tiên. Đúng không? Sao lại hẹn em? Tại vì em là một cái người có nhiều câu chuyện lắm. Nỗi đau đầu tiên là gì ạ? Thực ra là Tiên định chia sẻ về cái lần đầu tiên mà Tiên cắt cái tóc của mình. Hình như đúng 10 năm em quyết định là cắt tóc ngắn rồi. Lại là thất tình. Lúc đó không phải thất tình, tự nhiên đến một cái lúc nào đó mình cảm thấy mình cần phải thay đổi, mà mình không biết phải thay đổi cái gì. Bỗng một ngày mình nghĩ là hay là mình thử cắt tóc ngắn. Mà lúc đầu hèn lắm nha anh, đâu có dám cắt ngắn gì đâu. Ngắn ngang ngang vai trước, xong rồi đổi tóc giả trước xem nó có hợp hay không. Và nhìn nó không ra gì. Không. Cho nên là mình phải thử xem sao. Và em nhớ là lúc đó em đi về Việt Nam, em quyết định cắt luôn mái tóc của mình. Và lúc mà cắt xong em cảm thấy giống như là cuộc đời em sang trang, giống như em được trúng vé số vậy mọi người. Cái cảm giác nó là như vậy. Cảm ơn Tóc Tiên ạ. Nhân vật này em tò mò nè. Dạ. Hối hận đầu tiên. Sự hối hận đầu tiên đó chính là chợt đến một lúc em nhận ra là mình đã không yêu bản thân mình đủ. Thất tình. Kiểu nó vậy đó. Nó vận vô người đó, anh đừng có chọc em nữa. Thì giống như là cái lúc mà mình nhận ra là mình càng bỏ quên bản thân mình bao nhiêu, mình càng không yêu bản thân mình bao nhiêu, thì sẽ là sự nuối tiếc lớn nhất đối với em. Tại tất cả những thứ mà em làm trong cuộc sống thì em ít khi nào nói tiếc. Em luôn làm những cái điều mà em mong muốn và em nghĩ nó là đúng. Và thưa quý vị, như vậy là hội đồng cố vấn chúng tôi đã chia sẻ những câu chuyện và những điều đầu tiên của họ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta phải chọn ra một nghệ sĩ phải lộ diện. Và điều đầu tiên của họ là gì? Câu chuyện của họ sẽ như thế nào? Chúng tôi sẽ cùng nhau đến với những bài hát, những câu chuyện sau ít phút giải lao. Bây giờ chúng ta không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa. Hãy cùng với chúng tôi luồn lách qua những khóm cây, những khu rừng, vào trong hang ổ của Diêm Uya, xem anh ấy đang chuẩn bị những gì và hành trang ra sao cho cuộc chiến ngày hôm nay. Xin mời Diêm Uya. Anh Diêm Uya ngày hôm nay vẫn rất phong độ, đợt này ra múa kiếm luôn rồi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với những manh mối đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến tất cả quý vị cũng như là hội đồng cố vấn. Xin mời những điều đầu tiên của Diêm Uya. Đêm ra mắt đầu tiên của tôi thật tuyệt vời, và tôi đang rất phấn khích cho lần xuất hiện tiếp theo này. Là chú nhím mang phong cách đường phố, tôi như một tấm chiếu cũ, chẳng có điều gì là tôi chưa từng trải qua.
Tôi đã từng liều lĩnh đặt cược mình vào cuộc chơi lớn. Đối với tôi, muốn thành công thì phải xù lông, nhưng bên trong thì phải thật nhiều muối. Và với thành quả đầu tiên, tôi đã nhận được những cuộc gọi đặc biệt. Ông trời tạo ra địa chấn, phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Tôi từng nghi ngờ bản thân mình, nhưng bây giờ thì tôi đã đủ bản lĩnh để bước đi trên hành trình của mình. Cùng chờ xem. Có rất nhiều manh mối trong đoạn clip vừa rồi. Những điều đầu tiên mà Nhiễm Uya đã cài cắm vào câu chuyện đó. Và bây giờ chúng tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào nữa. Vào ngay phần trình diễn của Nhiễm Uya. Xin mời. Cố lên Nhiễm Ao. Quay từng lời ngọt ngào mới say, em cho hồn ta mộng mơ dại khờ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần ngỡ từ đâu rơi xuống, giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng ngập tràn bóng hình em. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này để cho anh được nhìn nhận ngắm nhìn em. Đừng làm quen và nói với anh bao điều rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Và giờ đây anh đã nhìn thấy em, vạch vẽ cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. All that I wanna do, one step closer to you, tell you my love is true. One step closer to you, all that I wanna do, one step closer to you. My love is true. Con tim này trao về em từng lời ngọt ngào yêu thương. Sao em hờ hững không đáp lại, để lòng này vẫn vương. Chắc em còn nghĩ ngại những điều anh đang nói. Vì thôi để anh được chứng minh lòng này chẳng dối ở đâu. Đừng vội đi, đến bên anh này, cho anh được nhẹ nhàng ngắm nhìn em. Đừng làm quen và nói với anh bao điều rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, một tình yêu sẽ mang cho em niềm hạnh phúc. Và giờ đây anh đã nhìn thấy em, vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Lung lay một cái môi và ta chạm tay, âm nhạc hay thì tung bay. Baby đừng cho anh đợi lâu, không muốn chia xa nhưng rồi ta xa rời nhau. Em ơi tình yêu không thể nói qua vài câu, chỉ còn cách yêu dài lâu. 1, 2, 3, let's go. Một tình yêu sẽ mang cho em niềm hạnh phúc. Và giờ đây anh đã nhìn thấy em, vậy hãy cho anh một cơ hội, vậy hãy cho anh một cơ hội, vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. All that I wanna do, come on. One step closer to you, tell you my love is true. One step closer to you, all that I wanna do. One step closer to you, tell you my love is true. Cảm ơn Nhiễm Uya. Một tiết mục mở màn bùng nổ. Thank you, dancer. Wow.
Ngày hôm nay chơi cả rap nha. Nhím đứng thẳng lên giùm em được không? Nhím với lại anh Huy đứng thẳng lên cho em coi chiều cao. À, cao hơn anh Huy đúng không? Dạ cao hơn nha. Em có một cái tên trong đầu rồi. Trời ơi, cảm ơn Diễm Mô Gia, ngày hôm nay còn sung hơn tiết mục đầu tiên ung nổ. Mà khen đeo cái đầu đó mà nhảy mà rap, bữa nay diễn sung tuyệt vời. Thể chất tốt đó anh Hành. Cái này là quá trình của tập tạ nè. Đó. Lúc đầu ra biểu diễn là em lo, tại áp lực diễn đầu tiên. Nhưng mà bây giờ em lo cho những thành viên còn lại. Em cảm thấy đây mới là cái bài hát, cái sở trường của bạn ấy. À. Mà công nhận cái người làm mascot biết cái anh này sẽ hát bài nhanh hay sao đó. Làm cái mặt con Nhím quạo luôn kìa. Cái mặt con Nhím y như đang thở mà quạo, mặt y chang vậy luôn. Hay thiệt. Cho em xin phép đính chính lại, lần này thì em có thể thấy được Nhím Ua Gia một cách rõ ràng hơn. Wow. Nhiều. Cái này chắc chắn là không phải anh Johnny Chí Nguyễn rồi. Em nghĩ tới một nhân vật rất là phù hợp, đó là anh Johnny Chí Nguyễn. What? Cái cặp mắt kính của em thay đổi. Một cái nhìn mới. Mắt kính mới là thấy con người mới liền. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cung cấp cho hội đồng cố vấn một dữ kiện, đó chính là chiếc hộp kỷ niệm của Nhím Ua Gia. Trong đây sẽ chứa đựng kỷ niệm đầu tiên của bạn ấy. Xin mời chiếc hộp kỷ niệm. Bây giờ chúng tôi đang có trong tay chiếc hộp kỷ niệm của Nhím Ua Gia. Đây sẽ liên đới đến điều đầu tiên của Nhím Ua Gia. Và Huy xin phép được mở chiếc hộp ngay bây giờ. Wow. Giấy à. Qua wow, lớp giấy này mà tên tính vật thật. Hết hồn. Đây. Một đôi giày da đã sờn rồi. Size giày 41 nha. Ờ tầm đó. Tại sao có thể dòm được luôn cái size giày 41 vậy trời? Không, em không có nhìn. Em nói 44. Nhưng mà bây giờ thì Huy sẽ cho hội đồng cố vấn một dữ liệu nữa, là lời chia sẻ của Nhím Ua Gia tại sao lại chọn món vật này. Xin mời Nhím Ua Gia. Đây là đôi giày em chưa bao giờ giặt. Trời đất ơi. Chắc chắn là nó không hôi rồi. Nếu nó hôi là nó đã đi xa em 10 mét rồi. Nhím ơi, nó không đến nỗi thúi nhưng nó cũng nằm ở cái định dạng là hôi dần nha Nhím ha. Anh Thành cho em xin giải thích xíu ha. Dạ. Thật ra đôi giày này á, nó nói nên tính cách của em. Em là người thích giữ những cái gì gọi là kỷ niệm. Đôi giày này em mua lần đầu tiên em được đi nước ngoài. Cũng là lần đầu tiên em đi Singapore. Cho nên thường thì mình hay muốn giữ cái gì đó của lần đầu tiên. Ví dụ như là đất. Mặc dù đôi giày này không có đất, nhưng mà em cảm giác là phải giữ nó và không giặt nó. Cho nên đôi giày này em không có mang nhiều. Đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi. Wow. Cái cách nói chuyện quen đấy nhờ. Đôi giày đầu tiên. Thật sự cho tới thời điểm này cái dữ liệu đưa ra cũng rất là nhiều. Ban đầu em còn thấy là theo cái clip hồi nãy đó, là bạn còn có xuất thân từ một nơi mà có nhiều cái loại gia cầm và gia súc ở chung với mình nữa. Rồi sau đó mọi người thấy là bạn giữ cái vật kỷ niệm này, có nghĩa là bạn là một người quý trọng những cái điều mà nó mang lại cái kỷ niệm và xuất thân của mình. Yes, that's right. Em xuất thân từ vùng quê. Bạn này là một người hướng nội, nhưng mà bạn luôn muốn tích cực yêu đời, cho nên bạn phát năng lượng ra bên ngoài rất là nhiều. Dạ. Và cái năng lượng đó là để enjoy cuộc sống. Nhưng mà thật ra nếu mà bạn này có một cái vấn đề gì đó, bạn này có xu hướng hướng nội, đúng không Nhím? Yes, that's right. I gotcha. Biết tại sao nói vậy không? Bạn vô tình bạn xưng hô với chúng tôi bằng em. Cái thứ hai là bạn giữ đôi giày thì ở cái độ tuổi của những người trẻ không mấy ai đâu. Đúng cho rồi. Nên những người này là những người mà họ luôn luôn quý những gì đã trải qua trong cuộc sống của họ. Và tôi tin cái lời bạn nói, nhìn cái cách bạn giỡn với mọi người là tôi biết bạn rất ham vui và bạn rất là thật thà. Nhưng bạn là người sống nội tâm, trời cái gì vậy? Em đi nói sai cái nó tự tuột quá ghê hay sao vậy trời? Đúng không bạn? Bạn Nhiên. Mai mốt mà có phát hiện em là ai thì anh Thành đừng có vặt lông em giống như tập trước nha. Một lát phát cho cái nhíp nhổ lông.
sau cái vòng này mà tôi biết mấy người là ai, tôi sẽ cho mấy người từ con diếm thành con lươn trơn lùi luôn, nghe chưa? Ghét ghê vậy đó. Ai mà nở lặt lông em, trời ơi. Tập trước anh là người kêu em giặt lông đó. Đúng rồi. Tập trước anh định làm vậy chứ tập này anh đâu cần làm vậy, nó nhảy cũng gần rụng hết lông rồi. Em nghĩ rằng là ba người ở đây chưa đoán được bạn này nữa, nhưng mà em khá là chắc chắn bạn này là ai rồi. Mỗi lần tiên chắc chắn là mình không lo. Lần này là honest lắm. Có phải bạn vừa mới trở về Việt Nam hay không? Dạ, em mới từ Thái Lan về. Đừng có vế sau, chỉ cần đúng là được rồi. Sao mắc cừ quá, nói không cho ta phản biện hả? Tại vì cái vế sau là cái vế làm nhiễu em. Người ta thèm xôi xoài, người ta không giảm. Bạn này rất khó đoán, tại vì hôm nay khi mà nghe giọng hát bạn này một lần nữa thì em có cảm giác rằng bạn này mới vào nghề hoặc mới lấn sân đi hát, chứ không phải là xuất thân 100% là một ca sĩ. Đúng rồi, hồi nãy có một cái chi tiết bạn nhận được rất là nhiều cái cuộc điện thoại, trên đó có cái chữ Mr. Win. Đúng rồi, có nghĩa là bạn đã thay đổi cái cuộc đời của bạn làm gì đó và bạn chiến thắng. Win ơi, mình có thể suy nghĩ đơn giản hơn, Win là thắng. Thắng là ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng gọi về công ty. Không lẽ lại là Sông Luân? Nhưng không phải Sông Luân. Bạn này có một bài hit. Nói cho sợ. Nói cho sợ. Khi anh ra đi, quá khứ còn lại gì? Khi em ra đi, quá khứ còn lại gì? Trái tim này mất môi này chót cho người nào hay. Em xin phép không được trả lời câu này. Từ chối bình luận thì hát theo đi ạ. Tại bài của mình thì mình hát theo được mà. Bài quá khứ còn lại gì? Đúng là không gì có thể qua mắt được phụ nữ. Wow. Sợ chưa? Nhưng Tiên ơi, hãy cẩn thận, lỡ đâu là nhận vơ nha. Không, thứ nhất là bạn hát tiếng Anh giỏi. Thứ hai là cái bài vừa rồi á, Tiên có nghe được cái giọng ít nhiều. Và thứ ba là cái dữ liệu đôi giày. Bạn này có một cái gì đó rất là rock trong người. Thì cái phong cách bên ngoài bạn này rất hay mặc áo khoác da đinh tán, quần jeans và đôi giày đó. Rock con Nguyễn. Wow. Trời ơi, hay vậy ta. Cái này là tôi bó tay nha, tại vì nó nằm ngoài kiến thức tôi luôn. Nhưng chưa chắc đúng. Cái cách đứng nói chuyện là giống lắm à. Cứ vậy nè, đó, cứ vậy xong rồi rất là tăng động trên sân khấu. Lúc đứng nói chuyện là sẽ rất là khen. Chính xác, chính xác, chính xác, chính xác. Thành xin lỗi bạn nếu Thành có nói điều này, tại vì những cái người mà người ta thường trải qua một cái nỗi đau lớn, một cái biến cố nào đó, người ta thường lấy cái sự vui vẻ bên ngoài ra để khỏa lấp cho cái điều mất tự tin của mình mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Cho nên người ta thường có xu hướng là biểu hiện một cái gì đó, đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, tay chân búng ra búng lại để làm gì ạ? À? Để trấn an bản thân. Và nhớ là những gì tôi đã nghe thì oh my god, hình như là mà hát tiếng Anh rất là chuẩn. Yeah. You got damn right. Ủa chứ gì? Mọi chuyện không diễn ra dễ dàng vậy đâu. Bạn đã từng tham gia một chương trình nào về âm nhạc mà ngoài quốc gia Việt Nam chưa? Ghê. Diễm không muốn trả lời. Không muốn trả lời là có rồi. Có thể là không phải nha. Cái dấu hiệu này là không phải. Đó là tôi không muốn nói nữa bởi vì tôi sắp lộ rồi. Chúng tôi sẽ có đáp án khi bạn ấy lộ diện. Nhưng bây giờ tất cả đều trong vòng hoài nghi cả. Dữ liệu đầy đủ rồi. Và bây giờ xin cảm ơn phần trình diễn của Diễm Uya. Xin mời Diễm vào trong chuẩn bị lại. Xin cảm ơn vệ sĩ mang tính mật vào ạ. Tập tiếp theo, các bạn muốn Diễm Uya hát bài gì thì comment trên fanpage của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ V Channel, cho Diễm biết nha. Diễm đọc hết bình luận của các bạn đó. Yêu lắm. Trời, em đắc thắng lắm, sao lắc em sai chắc chết luôn. Nhục lắm. Đúng nha Tiên nha, có khi sai nha. Hồi nãy lúc mà Tiên nói là rocker Nguyễn là ở dưới đây vỗ tay rần rần. Ban nhạc cũng vỗ không mình em, thôi à. Vỗ tay rần rần đây là vỗ tay mỉa mai. Đó. Những tiếng vỗ tay đây là mỉa mai không như vui lên nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về những điều đầu tiên của một loài bướm bự nhất Việt Nam. Đã có rất nhiều kỷ niệm với ca sĩ Tóc Tiên. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến phần trình diễn như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau vào trong khu vườn của cô ấy để gặp gỡ với bướm mặt trăng. Xin
rất thần thái. Tôi ghét cái dáng đứng chống nạnh của con bướm á. Dáng dễ thách thức. Kiểu mà tự tin mà. Đoán coi. Tuần vừa rồi, chúng ta đã bị nàng bướm dắt đi rất xa. Bởi vậy, ở tuần này, chúng tôi sẽ hết sức thận trọng với những manh mối mà bướm mặt trăng đưa ra. Bây giờ sẽ là một đoạn clip về những điều đầu tiên mà bướm mặt trăng muốn gửi đến tất cả quý vị cũng như là hội đồng cố vấn. Xin mời đoạn clip. Không phải đơn giản mà tôi có được những thứ như hiện tại đâu. Ba bảy lớp kén, tôi lao vào cuộc đua và không phải lúc nào tôi cũng là người dẫn đầu. Nhưng mà có sao đâu. Vị trí nào thì không quan trọng. Cái quan trọng là người ta nhớ đến mình như thế nào. Tôi tự tin rằng dù có giấu mặt thì chưa bao giờ tôi hết hot. Và tôi sẽ khẳng định điều đó ngay đêm nay. Trên sân khấu của The Masked Singer Việt Nam. Có những con số, có những dữ kiện, bốn con cờ cá ngựa, bốn màu sắc khác nhau. Quá trời luôn, Thừa Thiên Huế nữa. Đó là những dữ liệu đầu tiên mà bướm mặt trăng muốn gửi đến. Và bây giờ sẽ là bài hát của bướm mặt trăng. Xin mời. Ngày nào đó em không biết sẽ ra sao.
sau. Hạnh phúc đâu chỉ là thấy anh đưa mãi lỡ. Hôm nay là một bài hát quá tuyệt vời. Trời ơi, Bắp ơi, em bị bất ngờ nha. Nó ở lầu mấy là giọng nó cao cỡ đó đó. hàng xóm đúng không? Và thưa quý vị, có một điều mà Huy phải rất nể Bữa Mặt Trăng ở chỗ là mình khoác lên mình bộ mascot này mà hát như đi dạo chơi, không một chút khó khăn gì trong cái việc kìm hơi giữ hơi hết, bùng tới nóc. Em thấy nể một cái anh ơi, giọng khủng tới nỗi không để lên cái miệng mà để ngay cái cổ hát, thấy ghê không? Thấy ghê không? Dạ, em hát bằng nồng nồng. Em hát bằng nồng. Ước nghỉ hát đi cháu hài với anh không? Sao bước này duyên vậy? Nhưng mọi người lưu ý, vừa rồi chúng ta có dữ liệu, ai cũng tự tin là 99% là nhân vật đó. Dạ, từ ngay khúc và ngày nào đó cất lên là em thấy kết quả của em cũng đi banh xác luôn rồi. Kết quả của em luôn luôn theo chiều hướng ngược lại số đông. Nhưng biết đâu chừng khi mà Huy đưa ra một món đồ này, bạn sẽ có niềm tin vào sự lựa chọn của bạn. Bây giờ sẽ là chiếc hộp kỷ niệm của Bướm Mặt Trăng. Cảm ơn vệ sĩ ạ. À, đây là chiếc hộp kỷ niệm với Bướm Mặt Trăng. 20 chai rượu. Hả? Hồi nãy là 20 trứng vịt rồi giờ tới 20 chai rượu. Bướm Mặt Trăng ơi, tại sao bạn lại chọn đồ vật này ạ? Dạ, hồi xưa em mới đi hát cũng có một xíu fan. Thì đây là món quà đầu tiên các bạn tặng cho em. Wow. Đó là một thùng 20 chai rượu. Tính uống cho rửa ruột hay gì? Fan tốt nhất Việt Nam. Em ơi, bình thường em hát dòng nhạc gì mà fan tặng rượu mạnh không vậy em? Dạ, dòng nào em cũng chơi. Đẩy đưa quá, đẩy đưa quá. Nhưng mà em thích nhất là dòng tay anh. Dòng tay anh. Trời ơi, bướm quỷ bướm yêu. Em thấy từ đầu tới giờ bạn Bướm Mặt Trăng này có một cái cảm giác gì đó rất là thân thương, rất là gần gũi. Chứ gì nữa. Dạ. Trời ơi, nó dưới tôi mấy tầng, hàng xóm luôn á chứ. Thiệt không anh Hạc? Không lẽ giờ tôi lên tôi xé con bướm ra ta? Không lẽ giờ nhào tôi xé bướm, tôi xé bướm. Cái gì vậy anh Thành? Thích vòng tay anh mà. Dạ, vòng chứ. Anh đặt cho em là con bướm đi lây. Vòng này chắc anh đặt cho em là con bướm nhà bướm. Không, lần trước anh đặt em con bướm đi lây thì vòng này em là con bướm vòng tay. Chứ không phải con bướm bị say hả anh Thành? Bị say là một từ chưa dính lắm nha Huy nha. Dạ, tại 20 chai chưa say. Trời ơi, thủ lượng cao, thủ lượng rất cao cho nên fan mới tặng 20 chai rượu. Em liệt kê giùm anh vài nghệ sĩ trong nghề mà nhậu dữ coi. Anh Quang Dũng. Quang Dũng nhậu hả? Quang Dũng có nhậu hả? Dạ đúng rồi, anh Quang Dũng. Anh Quang Dũng nhậu rất dữ. Dạ, chị Harry Won. Chị Harry Won cũng dữ. Vậy là chiếc bướm này từng nhậu với chị Harry. Ừ, hỏi câu đó luôn. Bướm đã từng nhậu với lợi Harry Won chưa? Giờ anh, sao anh hỏi em?
Anh Huy, bây giờ em thấy trong cái câu chuyện này, cái chìa khóa để mở cái lớp áo đó ra đó là anh Trấn Thành nè. Không, là vợ tôi. Mà vợ tôi tập này lại dán mặt, thay vào đó là một cô cao bồi không dính tới con bướm. Bây giờ mình phỏng vấn Gil Lê xem Gil Lê có nhận định về giọng hát vừa rồi không. Gil Lê như cũng có tủ lượng cao lắm đúng không? Gil Lê tủ lượng cao luôn. Ờ. Từ lúc biết yêu thương bản thân mình, uống rượu tới giờ luôn. Mời em nhận định như thế nào về bướm? Gil chưa được vào chương trình mà Gil đã được xem hình bướm là Gil đã rất cưng bé bướm này rồi. Bình thường mình thấy bướm là mong manh nhỏ mà bướm này rất là fluffy, rất là cưng. Nãy giờ muốn nựng, muốn được vuốt. Nên nựng uống một chai. Uống một chai. Cái tay cưng dễ sợ cưng. Bướm này là bướm vòng tay, đó là thuộc về tôi rồi, đừng hòng nựng. Em mê cái kiểu đứng của bà này lắm nha. Đứng lúc nào cũng vậy nè. Em mỏi lắm chị. Tại mỏi đứng cái gốc đó là bướm vòng tay mà đô bất tử. Trong nghề tôi nhậu với vài người thì tôi thấy là thí dụ như Tuấn Trần là dạng ly không sai nè. Mà Tuấn Trần thì không thể mang guốc và đứng cái tướng như vậy được. Anh Ngô Kiến Huy còn giả gái đóng phim được nè. Đúng không à? Tai cũng bị dập hết rồi. Bây giờ nói về giọng cao á, trong nghề thì có những tên sau đây: Trung Quân Idol, Hoài Lâm, Bùi Anh Tuấn và Phạm Đình Thái Ngân. Thanh Duy nên không, Thanh Duy thì mình nghe mình biết hẳn Thanh Duy rồi, tại vì giọng Thanh Duy là giọng đặc trưng lắm, nó rất là bén. Còn cái giọng mà ấm mà lên cao được ấy là nằm trong những người tôi vừa kể. Anh Bằng Kiều không có đi đôi guốc này được. Anh Bằng Kiều đứng như em là thoát dị đĩa đèn. Ơi, cái sự duyên dáng này nó rất đặc trưng. Một cái người quen của anh. Ai? Trong cái nhóm bạn của anh luôn. Không lẽ Khánh Mập? Khánh Mập sao nó hát được vậy? Đúng, mà hát giọng cao thấp phớt như vậy nữa nè. Trúc Nhân. Ê! Khoan ra nè, Trúc Nhân nó sẽ nhái giọng. Đúng rồi. Mà nhiều khi chương trình sẽ ráng độn cho dày lên để mình nhận công ra. Mà nếu như chúng ta luyện đôi guốc đó đi, chúng ta ráp lợi thì cái chiều cao cũng cỡ Trúc Nhân. Tại vì anh biết sao không? Trúc Nhân rất rất thần tượng Beyonce. Mà cái dáng đứng nãy giờ là của Beyonce. Ồ, đúng rồi. Tôi nhậu Trúc Nhân chưa bao giờ nó xịn. Nó là người đã dắt tôi về nhà hơn 9 lần. Có lần nào có dọc tay không? Chiếc bướm này mê vòng tay quá. Cái sự trả treo này dám nó lắm không? Đúng rồi. Mà đã vậy còn hỏi anh là anh phải nói hỏi vợ anh chứ sao hỏi em đó. Đúng rồi, rất là thân lắm nha. Thân mới hỏi câu đó. Thân lắm. Mà ác cái là Trung Quân Idol và Trúc Nhân đều ở trong chung cư nhà tôi mới ghê. Cái chung cư đó làm như ai duyên mới được ở hay sao à? Khoan cho em xin hỏi lại chút xíu về cái vấn đề là... Dạ anh Huy ơi. Dạ. Chung cư nhà em hết bán rồi. Chẳng dọn qua hả? Đừng không. Không cho vô luôn. Chiếc bướm chặn đầu từ xa. Bướm quá xéo sắc luôn. Xuất sắc. Xéo sắc này là chỉ có Trúc Nhân. Em nghĩ là cái giọng thái độ này tướng đứng Trúc Nhân. Bây giờ hỏi thẳng luôn, phải uống bao nhiêu chai mới được cái tên nè? Kêu hỏi chương trình đi. Chị ơi, qua tập này nó vẫn delay em. Delay chứ. Tưởng ba tự delay không á. Dòng này dù cho có là bớm vòng tay thì nó vẫn delay. Nhưng mà hồi nãy trong cái clip em có để ý một con số gắn chính giữa ngực của bạn luôn là số 08. Lúc nãy có cái hint là hữu nghị miền Trung. Thì tôi có thể đoán được là cả Trúc Nhân và Trung Quân Idol đều ở miền Trung. Trúc Nhân thì quê Bình Định, Trung Quân thì tôi chưa biết. Nghĩa là Trung Quân là ở Đà Lạt á. Đà Lạt. Cũng cao cao gần khu đó hả? Ủa tại sao lại hữu nghị? Hữu nghị là gì? Hữu nghị là khi nào mình hay thi biểu diễn ở nhà thi đấu hữu nghị không? Anh nhạt quá. Biểu diễn ở nhà thi đấu hữu nghị không? Nhà thi đấu hữu nghị. Anh nhạt quá. Anh nhạt quá. Đi đóng phim đi anh. Nếu anh là em, ngay bây giờ anh phải bốc một chai rượu uống cho đỡ quê. Em muốn mang thằng rượu vô và em trốn luôn. Tắm luôn đi em. Chiếc bướm này quá đỉnh rồi. Trúc Nhân. Chính xác. Bướm này là bướm bà rồi. Dễ sợ quá. Tại sao MC lại vạch trần luôn bộ mặt của bướm bướm ở đó anh? MC tức quá
rồi, uống đi anh. Trời ơi, tưởng mới làm PG gì đó. Bướm bướm đỉnh quá à. Thiệt chứ. Rồi, bây giờ chốt nào. Chốt cái tên, ghiêu trước. Chà, nãy giờ anh chị đưa ra hai cái tên mà em nhìn ráng ghép cái mặt vô á, ai cũng khớp hết trơn á. Một lát nữa mà Ghiêu Lê đưa cái tên thứ ba ra là hú hồn nè. Nói đi cưng. Trúc Quân. Trung Quân hay là Trúc Quân? Trúc Quân à. Em like hai cái tên lại nhau á. Trúc Quân hay là Trúc Lê? Chọn. Cảm ơn Ghiêu Lê, xin mời Tóc Tiên à. Em là Trúc Nhân, chắc chắn luôn. Anh xin. Tôi vẫn tin vào lỗ tai tôi hơn là những gì con bướm nó dẫn tôi đi vòng vòng. Là Trung Quân Idol. Trung Quân Idol, Wu Wei. Qua cái dòng này thì em thấy là chị siêu clack của em đã đi xa lắm rồi. Đó bây giờ em mới nhận ra điều đó sao? Dạ, em không ngờ luôn. Em nghĩ là có thể là Thanh Di. Cũng là một option, biết đâu. Có thể mà. Có quyền hy vọng. Đằng sau bộ đồ con bướm chắc chắn là Trung Đô Idol. Trung Đô Idol. À, Trung Quân Idol. Dạ, đằng sau bộ đồ là rất nhiều mồ hôi. Em lo quá, em đứng đây nữa hồi đẩy em đi đâu nữa nè. Bắp nên cho bướm vào nghỉ ngơi trước khi nó đột quỵ. Nhưng mà bây giờ em lại muốn trò chuyện nhiều hơn với bướm. Tại thấy bướm đang mát, bướm thấy sao? Không ăn lấy cái ghế hay em với anh ngồi uống. Chương trình còn dài. Bướm ơi, cho Hoa Quy hỏi. Em ứa tè le ở trong rồi. Cho em vô đi. Là một chiếc bướm duyên dáng cần được bảo tồn. Em nghĩ là nên giữ lại sự an toàn cho bướm em. Đúng dạ. Nãy giờ ướt quá, bướm mệt, bướm trụy. Đưa bướm vào. Bướm vào trong làm vài chai. Đi. Ủa, vô thiệt không anh? Hôm bữa vô xong kêu hỏi tí. Hỏi hỏi gì? Lộ ra nhiều chi tiết. Dạ. Mồi đã có rồi, hai anh em vào trong. Xin mời. Dạy em vô. Em chào anh chị. Chú đó muốn chết mà ông bắp, tôi bắt tôi ném lại sân khấu à. Tính hại tôi xỉu sân khấu hay gì. Xỉu rồi là tôi bắt ông bắp ẩm tôi vô đó. Bây giờ con bướm này chắc mình đưa nó vô cái vòng bảo hiểm luôn được rồi đó. Bảo hiểm. Bảo vệ nó đi chứ bây giờ nó duyên quá em ơi. Mà nhiều khi không có delay đâu, bà tự delay á anh. Nãy giờ âm dĩnh âm thanh rất tức. Bị đồn tiếng oan. Ừ, cha âm thanh chả định dặn khỏi tuôn luôn mà. Bởi vậy nên triệt con bướm này. Triệt ha. Em lo lắng sự tồn vong của em. Thưa quý vị, ngoài những bài hát hay, sân khấu được dàn dựng hoành tráng, những màn đáp trả vô cùng duyên dáng của những người nghệ sĩ. Họ hóa thân vào nhân vật nào thì họ sống với nhân vật đó. Và tiếp theo sẽ là một nhân vật vô cùng đặc biệt nữa, mà ở tuần trước có thể là đang giấu bài và không biết ở tuần này bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ là phần xuất hiện của nhân vật vô cùng đặc biệt mà ở tuần trước có thể là đang giấu bài và không biết ở tuần này bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào. Và bây giờ là phần xuất hiện của Tí Nâu. Vừa bước ra, em ngửi được một mùi hương là em đã có đáp án 90% về nhân vật này rồi. Một cái mùi hương vô cùng đặc biệt toát ra từ Tí Nâu. Nhưng mà để chắc chắn 100% thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một dữ liệu nữa. Những điều đầu tiên của Tí Nâu. Xin mời. Tham vọng là thứ mà ai cũng có. Và khi đến đây tôi cũng đặt rất nhiều mục tiêu cho bản thân mình. Tôi được hưởng những lời tán thưởng và ánh hào quang từ rất sớm. Nhưng đối với tôi, mục tiêu của tôi có lẽ còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi những điều nhận lại không như những gì tôi kỳ vọng.
hồ khi suýt đánh mất món quà quý giá nhất của cuộc đời mình vì những đam mê và kỳ vọng đó. Tôi nhận ra bài học lớn nhất của cuộc đời là không bao giờ được xem nhẹ những gì mình đang có. Và tại đây, một lần nữa, tôi sẽ lấy lại hào quang vốn có của mình trên sân khấu này. Vừa rồi là những manh mối chúng tôi muốn gửi đến hội đồng cố vấn cũng như khán giả được biết về những điều đầu tiên của Tí Nâu. Ngay bây giờ sẽ thêm những manh mối nữa qua phần trình diễn vô cùng bùng nổ của Tí Nâu. Xin mời. Thank you.
Cảm ơn Tino. Cảm ơn Vũ Đoàn. Hồi nãy mọi người thấy là Huy có một cái manh mối nữa, là Huy nói là có một mùi hương, đó chính là chất giọng của Tí Nâu, cực kỳ ngọt ngào và rất lắng động. Nói chung tôi không biết bạn là ai, nhưng mà dù cho bạn là ai thì bạn cũng có một giọng hát chết người. Ôi trời ơi, nó đâm sâu vào tim. Ôi trời ơi, em bị sốc mà. Có thể đằng sau lớp mặt nạ đó là một huyền thoại đó. Cái giọng này là một cái giọng miền Bắc đặc trưng luôn. Tôi đang phân vân giữa vài giọng hát sau đây. Một là cái chị hát cái bài mà Ai Mặc Nỏng Lái Lai đó, chị Đoàn Thúy Trang. Dạ đúng rồi, tại chị đó cũng hay hát nhạc nó hơi đương đại một chút. Người thứ hai là Hải Yến Idol. Wow. Ngày xưa Hải Yến Idol hát rất là mạnh, nhưng sau một thời gian bạn ấy luyện thì bạn ấy chuyển thành một cái giọng soft hơn, nhẹ hơn và tinh tế hơn. Bắt đầu từ cái ca khúc Rồi Từ Ngày Tôi Sinh Ra Và Rồi Từ Ngày Tôi Lớn Lên. Đó là từ bài đó là bạn ấy đã bắt đầu hát rất là điêu luyện và rất là tinh tế. Người thứ ba là Lương Bích Hữu. Nếu như mà cộng với cái bài trước đó với cái bài này thì là có thể. Đúng. Có thể. Cách nhấn nhá, cái hơi hướng của Lương Bích Hữu nha. Đúng rồi. Mọi người để ý đi. Và option thứ tư là Thùy Chi. Đây là option em nghĩ tới. Ngày xưa Thùy Chi hát rất là soft, bây giờ thì vẫn soft thôi, nhưng có độ nặng và độ bass rất là nhiều, tại vì Thùy Chi đã luyện. Và vừa rồi chúng ta thấy là một cái người giỏi thanh nhạc, một bài mà chúng ta đã nghe quá quen thuộc qua các version bolero rồi, mà có thể xử lý lại thành một cái bài mà nó tinh tế như vậy thì chỉ nằm trong cái khuôn Bích Hữu hoặc Thùy Chi thôi. Đó là chúng ta khoanh vùng bốn giọng ca này. Bây giờ chúng ta sẽ mời hội đồng cố vấn đến với chiếc hộp kỷ niệm của Tí Nâu để xem có thêm manh mối gì hay không. Xin mời. Bà lo múa mà bà che luôn cái hộp của bà. Wow. Búp bê. Một chiếc búp bê. Anh coi phim nhiều, anh sợ mấy con này lắm. Tối nè em đang ngủ nè, cái em thấy nhột nhột là em quay qua em thấy nó đang thắt bính cho em đó. Em ngồi đây nha. Tí Nâu ơi, bạn em tên là Bell hay là Chucky? Bạn của Tí Nâu tên là Chabusa. Chabusa. Anh Huy, hình như là ở trên đầu của con búp bê đó hơi ít tóc đúng không anh? Không, ít tóc cả phía sau nữa. Có thể là do thời gian đã mai một mái tóc của em ấy. Con búp bê này có quan hệ gì và câu chuyện gì với bạn? Đây là con búp bê mà ba mẹ của Tí Nâu cho Tí Nâu lần đầu tiên trong đời. Cái tóc mà nó bị thua không phải là vì phôi pha theo thời gian, mà là cái hồi đấy nhà bị cháy. Đùng cháy hết, thiêu rụi hết sạch, không còn một cái gì. Thế là nó cháy mất một phần tóc của em ra chứ sao. Trời ơi trời, bà kể một kỷ niệm buồn bằng musical. Đó là một kỷ niệm buồn mà do cái giọng làm chúng ta liên tưởng đến một câu chuyện khác. Hình như là có một ca sĩ nữa cũng bị mất giọng, đó là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Chị bị vấn đề và chị đi chữa trị một thời gian. Mất đi cái quan trọng nhất của mình và mình đã tìm lại được. Nhiều khi không phải là giọng hát không, nhiều khi tình yêu sao? Em nghĩ là đam mê lửa nghề. Đúng rồi, rồi nhiều khi là cái mái tóc của con búp bê nữa. Mất đi thứ quan trọng, trái mất bên của con nhỏ. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Rồi có cái đoạn quay cuồng trong mơ hồ nữa.
That's right. Cái hint này đúng. Mà cũng là một giọng ca rất nội lực và có kỹ thuật cao. Tôi vẫn nói hồi nãy là một cái giọng đã xử lý. Chắc chắn. Không phải là giọng mà bạn hát hàng ngày. Mặt nạ nào vào đây mà chả xử lý. Tiên nghe là Tiên biết rằng là bạn cố tình ém cái giọng bạn lại. Thì hồi nãy là đúng là Tiên có một cái tên trong đầu và cái tên đó cũng là cái option mà anh Thành có chia sẻ luôn. Mà nói thật ấy, làm chúng tôi phải chảy cả nước mắt ra khi mà nghe hát được là cũng không mấy ai đâu. Đâu thấy giọt nước mắt nào đâu. Tiên đang buồn cười. Người đàn ông khóc trong tiền. Người đàn ông khóc trong tiền. Khóc trong gạch lệ rồi sao mà để. Tin đâu có nói là Tin đâu có một kỷ niệm với em. Thì đúng là em cũng có một kỷ niệm gần như là những lần đầu tiên của em có liên quan tới bạn Tino này luôn. Đây là một chương trình rất là lớn mà lần đầu tiên em được có mặt trên cái chương trình đó có sự xuất hiện của Tino. Gil Lê ạ. Lúc mà nghe cái câu em quay cuồng cho mơ hồ là em bị cuốn theo cái câu đó luôn. Có khả năng là chị Hồ Bình Hương với cái giọng nội lực mà nhiều kỹ thuật thấm tới như vậy thì em nghĩ rất ít người làm được điều đấy. Nhưng mà bà này rất là rõ cái nét của người nam ấy ạ. Cho nên là khi mà chị hát là mình biết là chị đã đổi cái cách xử lý giọng của mình rất là nhiều. Dạ. Gil có thể xưng tên Gil và Tino được không? Vâng ạ. Gil có những phán đoán như vậy với Tino ạ. Cái phát vừa rồi là đã thể hiện ra cái sức mạnh của mình. Đây là một người có tên tuổi lớn. Một dữ liệu tốt. Chỉ có tiền bối thì mới quan tâm đến con búp bê bị cháy tóc năm ấy. Tại sao cháy lớn như vậy mà chỉ cháy tóc mà không cháy cái gì khác ạ? Tại vì là cái con búp bê này nó ở trong cái tủ kính. Mà tủ kính thì giữa tan tành ra. Thế là tính nào chạy và tính nào bé em búp bê đi ra. Tính nào khóc cần chết. Khóc cần chết. Đang cố nói giọng nam chứ. Ủa, không phải. Ủa sao vậy cố vậy? Nói giọng gì mà chả được. Trời ơi. Ê, bực thầy giả giọng nha. Nếu mà nói cỡ này thì không phải bà Lương Bích Hữu rồi. Tại bà Lương Bích Hữu thì chỉ có thể nói giọng người Hoa nói tiếng Việt thôi. Nó cái giọng hơi bị TVB đó. Ủa anh Thành là đang giọng người Hàn nói tiếng Việt hả anh? Không, cái này là giọng của người Hồng Kông đó. Các vị sư huynh ạ, các vị sư huynh ạ, quay lại đi, mình đi xa lắm rồi đó. Đó. Bây giờ dữ liệu chúng ta là Tí Nâu có một kỷ niệm là nhà bị cháy và cháy mất xém một phần tóc của bé búp bê. Sau đó đây là một bậc thầy về giả giọng, có thể chuyển giọng Nam thành Bắc và xử lý bài hát theo giọng Bắc được. Bạn ấy là người Bắc thì bạn ấy phải sử giọng. Người Bắc? Dạ vâng, người Bắc cho nên phải xử lý theo kiểu của người Bắc thôi, đó là chuyện bình thường. Còn xử lý tinh tế được như bạn ấy mới là phi thường. Bây giờ là những cái tên sẽ được gọi ra. Tóc tiên Thùy Chi. Gil. Em xin phép vẫn giữ cái suy nghĩ của mình là chị Hồ Bình Hương ạ. Vũ Huy. Trời ơi, không lẽ một lần nữa lại bước vào cái vết xe đổ. Huy bước 4-5 lần rồi Huy. Đúng rồi đó. Căng như vậy. Ok, em đặt cược cửa chị Hồ Quỳnh Hương nhiều nhiều nha. Anh Tiến Thành. Chị Hồ Quỳnh Hương sẽ ít chơi búp bê Thùy Chi ạ. Thùy Chi. Chúng tôi về nhận đáp án. Và chúng tôi sẽ không cung cấp thêm dữ liệu nữa. Cảm ơn Tiến Thành đã gửi một bài hát vô cùng cảm xúc. Tí quay cuồng trong mơ hồ. Chưa bao giờ như bây giờ. Mọi người cứ đoán đi nha. Xỉu ấp xỉu đào. Thùy Chi nghe nhạc sao không nhảy vậy đâu. Sao em biết được? Cái này nhảy theo bản năng luôn á. Giống như là quay cuồng chứ mơ hồ mới nhảy được vậy thôi. Rồi giờ là không biết là nam hay nữ nữa. Toàn chọn những cái bài mà không đoán được giọng. Những sự phỏng đoán này vẫn chưa có đáp án cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới khác. Một thế giới nóng hơn, hừng hực lửa. Nó sẽ quay trở lại sau ít phút giải lao. Và bây giờ sẽ là một chiến binh đang top 1, là một đối thủ vô cùng nặng ký và sẽ khiến cho không khí chúng ta nóng hơn bao giờ hết. Hãy cùng chào đón Phượng Hoàng Lương.
chúng ta đã có những manh mối ở lượt đấu đầu tiên. Anh Trấn Thành với Tóc Tiên đã quả quyết và có những lời hứa với chúng tôi. Nếu như người này mà tôi sai thì tôi không tiếp tục nghe nhạc nữa. Tôi nói tới mức độ đó thì phải hiểu. Em mà sai là em bỏ nghề luôn á. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Không em sai được. Đây là ai nha? Nhưng biết đâu chừng ngày hôm nay lại một chiêu tung hỏa mù thì sao? Một dữ liệu mới từ lửa, từ Phượng Hoàng Lửa thì sao? Chúng ta hãy đến với những điều đầu tiên của Phượng Hoàng Lửa qua đoạn clip sau đây. Xin mời. Chào mừng bạn đến với Phượng Hoàng Lửa, chuyện chưa kể. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi có thể nói rằng nhiều người đã được truyền cảm hứng từ tôi cũng như âm nhạc của tôi. Nhưng ở đời cũng có những cú sốc mà tôi đã gặp phải và tưởng chừng đã nuốt chửng lấy tôi trong khoảng thời gian ấy. Tôi đã phải ở nhà nửa năm, không một lời mời show. Khi ấy tôi nghĩ rằng mỗi lần phát hành sản phẩm, dù có khen chê thế nào thì người nghệ sĩ phải là người đứng ra nhận hết trách nhiệm. Nhân tiện kể về những điều đầu tiên thì Phượng Hoàng xin tiết lộ thêm một bí mật. Bốn vị cố vấn, chúng ta đã có nhiều lần gặp gỡ với nhau rồi nhỉ? Còn tặng cả quà cho tôi nữa đấy. Vậy hãy để đêm nay tôi tặng cho mọi người một món quà bất ngờ nhé. Wow. Các bà đã sẵn sàng nóng lên chưa nào? Hãy gọi tên thật to, đó chính là Phượng Hoàng Lửa. Xin mời. Wow, nghe sang quá nhở. Ôi, xuất sắc thế cơ. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thổn thức, chỉ là nhói thêm một chút. Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức, cố xóa đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại trở về đến giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lầm lỡ, trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến quá ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa. Lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy cơn mưa
phiên bản Hoa Nở Không Màu này nó lạ lắm, nó hay một cách lạ lùng. Và với phần trình diễn vừa rồi thì không biết là hội đồng cố vấn có thay đổi quan điểm từ đầu của chúng ta hay không? Dạ không ạ. Em cũng không nói. Were we? Dạ, thưa tất cả mọi người, đây là một chương trình thưởng thức cả về thính giác lẫn thị giác. Thấy cái màu sắc em đã suy nghĩ rồi. Và cái giọng ca đầy nội lực đó chỉ cắt quãng và giữ hơi rồi kết hợp cả hai với những kỹ thuật như vậy làm cho em không thể nào tránh được. Thì em có chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Em muốn hỏi Phượng Hoàng một câu là Phượng Hoàng có thích Paris không? Đất nước Việt Nam này toàn người thích Paris thôi. Bây giờ biết trả lời làm sao? Ai? Có tên luôn chưa? Dạ, em đoán là Phượng Hoàng có tên như cái màu sắc mà mình đang mặc trên người vậy đó anh. Hồng Nhung. Nhưng hãy nghĩ đi, ở Việt Nam để phối được một cái bài quốc dân quen thuộc như Hoa Nở Không Màu ra một cái version mà rất là jazzy như vậy. Và các bạn hãy nghe cái đoạn phiêu ở giữa đi, có dễ sợ không? Hãy nhìn vào nội lực và khả năng của người này, cách biến hóa nốt nhạc thì không lầm lẫn ở đâu được nữa. Tôi cũng không muốn nói tên để làm mất đi sự hấp dẫn của chương trình. Vâng, bí mật. Trong cái clip mà đưa ra hồi nãy á, thì có nói rằng là chị cũng là nguồn cảm hứng của khá là nhiều người. Thì cái này là em xin tự nguyện. Tự nguyện luôn, là bởi vì chị chắc chắn là thần tượng khi em bước vào nghề luôn. Âm nhạc của chị, cách hát của chị, nó ảnh hưởng suốt thời gian mà em 13, 14 tuổi khi bắt đầu nghe nhạc này nọ. Phượng Hoàng Lửa, bây giờ thì chỉ muốn nhảy đẹp được như tóc tiên thôi. Ban cố vấn cho Phượng Hoàng xin một điều ân huệ. Ân huệ gì ạ? Phượng Hoàng Lửa vươn lên từ đống tro tàn. Bây giờ ban cố vấn lật mặt Phượng Hoàng Lửa ra thì Phượng Hoàng Lửa biết bay đi đâu. Cho bay thêm vài số nữa đi. Bây giờ chúng tôi sẽ tìm cái người ngây ngô nhất chương trình, đó là chú Cao Bồi đại diện cho hãng hủ tiếu. Chú Cao Bồi này hơi bị đẹp trai. Bây giờ Gưu Lê chỉ nói là cái cảm xúc của Gưu Lê khi nghe phần trình diễn vừa rồi trước đã. Respect à. Em thật sự em quên luôn cái nhiệm vụ của em là em phải soi cái nhân vật bí ẩn này, mà em bị cuốn theo từng ngón tay, từng cử chỉ, từng động tác, bởi vì em thấy quá là quyến rũ và quá là gọi là thu hút đấy ạ. Từng nhịp nhạc mà mình bị cuốn theo luôn. Và mình thật ra hồi nãy anh hỏi cảm giác em sau khi xem là gì, là em cực kỳ kính trọng cái cách mà tận hưởng cái cách chơi nhạc của nhân vật bí ẩn này. Tới mức em nghĩ đây là một Phượng Hoàng Lửa luôn, chứ em quên mất cái nhân vật bí ẩn ấy bên trong là ai luôn. Nhưng mà anh Thành nha, công nhận với cái bài hát này, nó lộ cái groove này, nó có thể thêm nhiều option khác ngoài cái người mà tụi mình nghĩ nữa. À, chắc chắn ở Việt Nam bây giờ mình ngồi mình liệt kê ra những người hát jazz nha. Một option mà em có nghĩ tới đó là chị Nguyên Thảo. Chính xác. Nguyên Thảo cũng là dân chuyên jazzy. Đúng rồi, chính xác. Hồi nãy anh nói tên chị Hồng Nhung, em cũng bị suy nghĩ lại. Bởi vì trong clip Phượng Hoàng Lửa có nói là bốn cố vấn ơi, chúng ta đã gặp nhau nhiều rồi đúng không? Dạ thì đó, em không biết là Gil, đây nè, để nói cho em nghe cái này nè. Dạ. Dữ kiện này là quan trọng nè. Hồi nãy qua Huy nói với Hồng Nhung là hoàn toàn có cơ sở luôn. Là tại vì các bạn nhớ không, chị Hồng Nhung là người thích chơi cái dòng nhạc này. Một ngày mới nắng lên, em đang tay chào đó. Đúng chưa? Đúng chưa? Chị Hồng Nhung đã từng cover những bài gì ạ? À? Chị Hồng Nhung chỉ rất hội nhập với lại các bạn trẻ bây giờ là bởi vì chị đã từng hát Lạc Trôi. Thì bây giờ cái việc mà chị đổi lại Hoa Nở Không Màu ra theo cái kiểu jazzy như vậy. Khoan. Mọi người phân tích quá nhiều về một nhân vật, nhưng chúng ta chưa biết kỷ niệm mà Phượng Hoàng Lửa mang tới là kỷ vật gì. Cái này sẽ giải đáp rất nhiều thắc mắc của chúng ta. Xin mời chiếc hộp kỷ niệm. Hãy
Đây là một chiếc hộp kỷ niệm của Phượng Hoàng Lửa. Và Huy xin phép được mở chiếc hộp kỷ niệm này ra. Ây chào. Chuỗi. Tại sao là Phượng Hoàng Lửa lại chọn một kỷ vật là một sâu chuỗi? Thì lúc nãy mọi người xem cái video ấy, nói là có lúc bị ngồi ở nhà nửa năm ế xô không ai mời hát thì rảnh quá lại chẳng ngồi sâu hạt à. Như vậy đây là cái chuỗi hạt đầu tiên Phượng Hoàng Lửa sâu. Trời, em tưởng cái gì sâu xa luôn á, kỷ vật hay cái gì. Trời ơi, đúng là kỷ niệm thiệt, nửa năm ngồi sâu hạt. Tại vì sữa đếm kiến, đếm lá và sâu hạt thì tôi thấy sâu xong tôi còn được đeo. Trời đất ơi, duyên dáng quá. Trời đẹp, người đẹp. Không có sâu chậu thì ta đi sâu hạt thế thôi. Một hạt bây giờ ca sĩ nào cũng thích ấy, anh Trần Thành. Lên sân khấu anh thấy mascot của các bạn của Phượng Hoàng Lửa cũng toàn hột hạt đấy con gì. Phượng Hoàng đang rất là thích hạt. Lúc nãy chị có nhắc đến là có người đã từng tặng quà cho chị ấy, em không biết là ai ạ. Chị có thể chỉ thẳng đúng không ạ? À, trong cái mớ người này đó đúng không? Đúng rồi. Có dữ liệu đó là có tặng quà cho Phượng Hoàng Lửa. Vâng. Hôm nay mình không chỉ ra cái người tặng quà đâu, bởi vì mình muốn điểm danh cả 4 bạn tặng quà cho mình cơ. Tất cả mọi người tặng đi với tôi chỉ mặt cả 4 vị. Trời đất ơi, dễ sợ thiệt. Chắc chắn là tiền bối có uy quyền. Chắc chắn. Con chim này quá quyền lực. Xin được hỏi con chim màu đỏ nhiều lông ạ. Chương trình những bông hoa nhỏ nó có ý nghĩa gì trong cuộc đời của Phượng Hoàng Lửa? Tại vì Phượng Hoàng cũng lớn lên trong cái thời gian mà đối với thiếu nhi cả nước Việt Nam chẳng có chương trình gì khác ngoài chương trình những bông hoa nhỏ. Thế là có đoán được cái thế hệ của Phượng Hoàng Lửa chưa? Dạ. Thế hệ 90 thì còn bông hoa nhỏ không? Thời ghiêu là chưa biết. Khoảng hồi em mẫu giáo lên 5 tuổi, 6 tuổi em vẫn xem được 1-2 tập. Ồ. Rồi, cảm ơn ban cố vấn. Dữ liệu đầy đủ. Hãy nhớ lời răng của Phượng Hoàng Lửa cho Phượng Hoàng bay vài tập. Phượng Hoàng xin cảm ơn tất cả khán giả trong trường quay và 4 vị cố vấn và cả những người tổ chức chương trình, vì là Phượng Hoàng đến đây được hát rất là vui. Phượng Hoàng chỉ thích vui thôi. Dạ, cũng cảm ơn món quà của Phượng Hoàng Lửa đã tặng cho tất cả mọi người ạ. Đó là món quà âm nhạc, xin cảm ơn. Rồi, xin mời Phượng Hoàng Lửa vào trong nghỉ ngơi, xin mời. Hội đồng, cố vấn và khán giả nhớ nhé, Phượng Hoàng Lửa chỉ thích vui thôi nên hãy cho Phượng Hoàng Lửa bay thêm nhiều số nữa nha. Cảm ơn mọi người. The Masked Singer Việt Nam xem sớm nhất trên Vion thứ 7 hàng tuần. Chúng ta có một câu thơ đủ nắng, hoa sẽ nở, đủ chân thành, kỳ đà sẽ mở lòng. Ủa? Đủ dữ liệu thì hội đồng cố vấn sẽ đoán ra. Nhưng mà liệu rằng ngày hôm nay dữ liệu ấy có đầy đủ hay không? Chúng ta hãy cùng nhau chào đón với ứng cử viên cuối cùng, đó chính là Kỳ Đà Hoa. Kỳ Đào Hoa. Tuần trước chúng ta vẫn chưa đủ dữ liệu để đoán xem ẩn sau lớp mặt nạ này là ai. Bây giờ sẽ là những điều đầu tiên mà Kỳ Đào Hoa muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Xin mời đoạn clip. Bài học đầu tiên
mà cô Kỳ Đà này học được đó chính là Never Stop. Không bao giờ được dừng bước trước những ngã rẽ oái oăm của cuộc đời. Trở thành một mama chính hiệu, tinh thần tôi luôn sẵn sàng cho chuyện đó. Em bé ra đời, tôi sống có mục đích và trưởng thành hơn. Tôi từng cặm cụi trong chuyện mưu sinh và học hành. May mắn thay, thành quả và trái ngọt cũng đã mỉm cười. Quyết định chọn đam mê và xây dựng cho mình hình ảnh hiện đại. Bởi vậy, mọi người thường so sánh tôi với các bậc tiền bối khổng lồ. Mọi người nghĩ tôi là ai? Là cô ấy ư? Oh no! Không phải là tôi đâu. Hãy nghe tôi hát, trời đáng cũng không muộn nhé. Ủa? Cảm ơn những manh mối lại tiếp tục dẫn chúng ta đi xa. Chị mới thấy là cái tướng ngồi đó là của siêu sao đó. Bây giờ là phần trình diễn của Kỳ Đà Hoa. Xin mời. Chia tay sau những lần không hiểu nhau, tại vì thương bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Chỉ cầu xin anh em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn. Có lẽ nhiều quá nên là em chẳng dám buông xa. Có lẽ anh thấy em mạnh mẽ nên là anh chẳng muốn vô về. Yêu anh bằng trọn con tim ấy đã đau nhiều lắm anh biết không. Cứ chờ đi rồi nhận ra tim em vỡ đôi thêm
So beautiful. Ban nhạc Hoài Sa. Yeah. Quá hay quá anh ơi. Quá hay. Âm thanh tuyệt vời và dàn dựng còn tuyệt vời hơn ở đoạn cuối. Chúng ta đã vỗ tay cho ban nhạc Hoài Sa, tại sao không vỗ tay luôn cho anh Đỗ Kim Tuyến? Kỳ Đà Hoa làm sao lộng lẫy nếu không có cái lon Kim Tuyến của ông. Quá tuyệt vời khi ngày hôm nay em được mời đến đây làm cố vấn. Ngồi đây thôi em đã có cái cảm giác như em đang xem bộ phim Sing á anh. Đúng rồi. Những cái tiết mục trong cái phim hình nó làm cho em rất là được truyền cảm hứng và em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay giống như là em đang được xem live action vậy. Một cái sân khấu thật về của những cái nhân vật lộng lẫy, rất là tuyệt vời luôn. Tôi phải thật sự cảm ơn chương trình Mask Singer cho tôi một cái vinh dự được ngồi ở đây để được lắng nghe ngần ấy giọng hát hay trong một đêm. Tôi nói thiệt á, y như là mình bỏ tiền ra mình đi coi live show. Yes. Quý vị khán giả ở nhà ngồi nghe, tôi không biết là cái chất lượng từ loa phát ra thì quý vị nghe cái cảm giác nó sẽ như thế nào, hay đôi khi mình chỉ coi bằng cái điện thoại. Dạ. Yeah. Quý vị phải ngồi ở đây nghe cái âm thanh của hiện trường, nhìn cái lộng lẫy của sân khấu, nhìn những bộ mascot như thế này. Tôi nghĩ là sau chương trình này, Đất Việt VIC Group Holdings làm ơn tổ chức luôn một cái đại nhạc hội concert cho Mask Singer năn nỉ luôn. Và tin vui, chương trình Mask Singer Việt Nam chốt đơn một buổi diễn và ban cố vấn cũng sẽ hóa thân làm những nhân vật khác. Được. Em có được mời lại không ạ? Có, chị mời em luôn. Yeah. Quy ơi, dạ, rap luôn không? 10.000 của Bạch Tuộc sẵn sàng. Ok. Anh là con gì? Anh sẽ là con cuốn chiếu. Lý do gì anh chọn con cuốn chiếu? Anh sợ lạnh lẽo, anh cần ấm áp nên anh cuốn mình lại. Bây giờ chúng ta hãy đến với lại một món đồ rất là quan trọng đối với Kỳ Đào Hoa, để xem bạn ấy sẽ mang ra đây đồ vật gì. Xin mời chương trình kỷ niệm ạ. Xin phép được mở hộp. Một chiếc dĩa CD, trong đây gồm những bài hát Lệ Đá, bài Không Tên số 8, Trời Ơi, Cho Em Một Ngày, Trời Ơi, Tình Mẹ, Trắng Than, Trời Ơi, Phố Quen, Không Phải Em. Kiếm chuyện dễ sợ không? Mấy cái bài này là mấy bài mà gọi là quốc dân ai cũng hát. Mà nói em đọc một cách rõ ràng cho hội đồng cố vấn được biết bài hát của Kỳ Đào Hoa nha. Nếu được đọc như vậy phải là một album được làm, có thể là acoustic, tại vì lựa những bài đã quen thuộc mình phối lại. Hai là được làm theo kiểu jazzy, đúng không? Đúng. Đây là đĩa CD đầu tiên mà Kỳ Đào Hoa được tặng. Đây là album đầu tay của Kỳ Đào Hoa. Có nói thiệt không? Album đầu tay, nhưng mà còn có bán ra thị trường hay không thì do tự bán. À, là tự thu âm, tự sản xuất và tự phát hành. Tự nghe. Giỡn thôi, giỡn thôi, nói thiệt nè. Đi đi đầu tay thiệt. Trời ơi. Nhưng mà tặng mẹ. Ý nghĩa. Cái cách nói chuyện là của bà Đoan Trang đó. Ừ. Cái kiểu mà giật giỡn giỡn thôi, giỡn thôi. Giỡn giỡn. Cái thứ hai, đây là những cái nhạc mà ở cái thời làng sóng xanh thì cũng là cái thời của chị Đoan Trang. Điệp từ đâu lắm rồi. Kỳ Đào Hoa ơi, cho Hoa Quy hỏi. Kỳ Đào Hoa hãy trả lời thật lòng với Hoa Quy là Kỳ Đào Hoa đã từng gặp Hoa Quy rồi chưa? Có rồi chứ. Hoa Quy nổi tiếng mà, ai mà không gặp. Em biết là ai rồi. Em sẽ giữ bí mật để tiếp tục cuộc vui này. Gil là khách quen nhất ở đây nè. Bây giờ Gil cho ý kiến đi. Dạ. Hồi nãy mình xem qua video á thì em thấy đây là một mẹ bỉm rồi, có một bé rồi đúng không ạ? Nãy giờ anh chị cũng nhắc tới tên của chị Đan Trang, nhưng mà trong đầu em lại có một cái tên khác. Em đang phân vân giữa hai cái hình ảnh đó bởi vì quá giống nhau đi. Mình chưa có chốt đơn được là ai, nhưng mà cái giọng quen lắm ạ. Dạ, Gil Lê và Kỳ Đào Hoa có quen nhau không ạ? Tôi quen hết bốn người anh. Điểm mặt luôn mà. Hồi nãy em xem clip là có một chi tiết, đó là Kỳ Đào Hoa ngồi cầm cái quạt giấy, quạt như vậy nè. Quạt giấy. Ta 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 ta. Là của ai? Của ai mà dòng trước nickname là Sô Cô La. Đúng rồi. Kỳ Đào Hoa vừa mới nói nhỏ với em, tức ghê á. Không lẽ lại đơn giản và rõ ràng đến như vậy sao ạ? Tức là tại vì chúng tôi đã giật mặt được bạn ấy.
sớm quá, dạch sớm quá. Đúng vậy. À, hồi nãy trong video clip á, có một đoạn là ngồi nói nhưng mà không mang được cái nón kỳ đà mà mang cái nón bảo hiểm. Có khi nào là do ship cái nón qua bên nước ngoài để quay hình không kịp không ạ? Sao em không nghĩ chị về đây quay? Bây giờ từ ở trên thành tinh khác còn bay xuống được nữa. Cũng hợp lý, đa vũ trụ mà. Ê, cái tập trước á, em để ý lại đi, nó có một cái khóa son. Son là tên con của chị Đoan Trang. Hả? Oh. Được. Thật là bất ngờ. Vòng 1 là hát bài có nhảy không ạ? À? Bóng mây qua thềm có nhảy. Sôi động. Cái action nhảy như thế nào ạ? À? Rất tự nhiên. Bóng mây qua thềm là bài đó của ai ạ? À? Chị Thu Minh. Thu Minh chơi ai ạ? À? Đoàn Trang còn gì nữa đâu. Tôi chỉ nói thế thôi. Huy nghĩ là bây giờ là Kỳ Đà đang khóc thét trong lòng đó. Bởi vì những cái lập luận mọi người đưa ra hoàn toàn hợp lý. Kỳ Đào Hoa quyền sinh sát ở trong tay của chúng ta đã bị vạch mặt. Kỳ Đào Hoa vừa nói với em, các bé này sai hết rồi. Nãy giờ phân tích quá nhiều rồi, bây giờ chúng tôi cần những cái tên. Vũ Huy trước. Em nghĩ Kỳ Đào Hoa tên Trang. Tôi cũng nghĩ Kỳ Đào Hoa tên Trang. Trang nào thì còn lâu mới nói. Trong đầu tôi là Trang. Trang. Một Trang nào đó. Có thể là Nha Trang. Địa danh mà. Tôi đang nói là có thể thôi. Nếu mà Trang thì có cả chị Yến Trang. Đúng rồi. Đúng rồi, Đài Trang. Thu Trang. Thu Trang. Kiều ơi, con muốn nghe Thu Trang hát không? Anh gửi đĩa riêng em nghe. Tưởng Thu Trang ngồi kia. Tưởng Thu Trang ngồi kia. Giống thiệt. Giống thiệt luôn á, càng ngày càng giống luôn. Không biết sao mà em còn tự thấy giống luôn á. Sao Thu Trang? Thu Trang cũng nghĩ là đây là một người tên Trang. Như vậy ta kết luận Kỳ Đà Hoa là Doctor Strange. Trang. Thì nãy nói từ hành tinh khác tới là đó, là biểu rồi đó. Bây giờ chúng ta đủ dữ liệu. Xin cảm ơn Kỳ Đà Hoa rất là nhiều. Mời bạn vào trong chỉnh trang lại, xin mời. Hát xong vui quá trời quá đất, không biết nói gì hết trơn á. Mọi người có thích Anh Ơi Ở Lại thì để Kỳ Đà ở lại nha. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với The Masked Singer Việt Nam. Và quý vị, chúng ta tiếp tục đến với phần mà chúng tôi cảm thấy là khó khăn nhất. Bởi vì đêm diễn ngày hôm nay, 5 tiết mục đều bùng nổ. Và rất khó để bình chọn người mà quý vị cũng như là hội đồng cố vấn yêu thích nhất. Và rất tiếc khi ngày hôm nay chúng tôi buộc lòng phải chọn ra một người để lộ diện. Trước khi bình chọn thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cảm xúc đến từ vị trí của hội đồng cố vấn xem ngày hôm nay họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc ra sao. Xin mời Gilly. Ngày hôm nay được mời đến đây, đó là em đã được trải nghiệm về mọi giác quan rất là tuyệt vời, về nhìn, về nghe, về cái sự thăng hoa cảm xúc trong âm nhạc. Bây giờ đến lúc bình chọn và lộ diện một nhân vật nào đấy. Vừa mong muốn được nhìn thấy những gương mặt bí ẩn đằng sau, nhưng ngược lại cũng muốn là mọi người có thể ở lại lâu hơn. Cho nên là cảm xúc hiện tại của em đang rất là lưỡng lự, không biết phải như thế nào. Cảm ơn Gilly. Anh Chiến Thành, anh có nghĩ là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc lội ngược dòng hay không? Chắc chắn là như vậy. Bởi vì ở vòng trước họ muốn giấu thân phận của mình, cho nên các người chơi họ đều chọn những bài hát không thuộc sở trường để lừa được ban giám khảo. Qua ngày hôm nay họ trở lại với một cái phiên bản mới. Tất cả mọi người đều lựa bài rất là kỹ lưỡng. Tôi tin chắc là ngày hôm nay điểm số sẽ có rất là nhiều cú lội ngược dòng. Tiếp theo phải nói rằng là chương trình Masked Singer là một chương trình không chỉ là giải trí mà nó có tính nghệ thuật rất là cao. Đây là những loại âm nhạc mà không phải lúc nào chúng ta cũng được nghe. Là bởi vì sẽ không có một cái dịp nào mà ca sĩ này cover lại nhạc của ca sĩ khác mà được phối, hòa âm và được dàn dựng một cách công phu và chỉnh chu như thế. Chúng tôi rất là cảm ơn chương trình đã mang đến những điều kỳ diệu và mang đến những con người kỳ diệu đang đứng trên sân khấu kia để cho chúng ta những cảm xúc âm nhạc tuyệt vời như thế này. Cảm ơn mọi người đã đến đây. Cảm ơn Chiến Thành ạ. Vừa rồi là những chia sẻ của hội đồng cố vấn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ buộc họ làm một công việc mà khá khó khăn. Đó chính là bình chọn cho tiết mục nào để là ấn tượng trong lòng của hội đồng cố vấn. Xin mời hội đồng cố vấn bình chọn. Khó quá luôn á.
5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Cảm ơn hội đồng cố vấn ạ. Và bây giờ là lượt bình chọn dành cho khán giả tại trường quay. Thời gian cho khán giả bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một và hết thời gian bình chọn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cập nhật tổng phần trăm bình chọn của hội đồng cố vấn và khán giả lại để tìm ra người lộ diện. Và thưa quý vị, vào hiện tại trên tay Huy đã là kết quả cuối cùng. Huy nhắc lại với tất cả khán giả và hội đồng cố vấn về phần trăm bình chọn ở lượt đấu đầu tiên như sau. Dẫn đầu là Phượng Hoàng Lửa 45.45%. Tiếp theo là Bướm Mặt Trăng 18.18%. Vị trí thứ 3 là Kỳ Đà Hoa 17.17%. Vị trí thứ 4 thuộc về Tí Nâu 10.10%. Và vị trí nguy hiểm ở lượt đầu tiên là Nhiễm Uya 9.10%. Và Huy sẽ công bố tổng điểm. Ngày hôm nay rất bất ngờ bởi vì ở lượt đấu thứ 2 này có những bài hát bùng nổ và đã giúp cho nghệ sĩ đó vươn lên vị trí khác. Thứ tự của 5 nghệ sĩ đều đã thay đổi hoàn toàn. Điểm số tổng cao nhất là 29.29% đã thuộc về Bướm Mặt Trăng. Một sự bùng nổ ở lượt đấu thứ hai này. Theo sát đó là 28.79% thuộc về Phượng Hoàng Lửa. Hai cái tên an toàn. Và bây giờ sẽ là vùng cận kề lộ diện. Xin mời ba nhân vật Tí Nâu, Kỳ Đà Hoa và Nhiễm Uya hãy tiến lên phía trước. Tấm vé kế tiếp sẽ gọi tên ai? Điểm số 23.23%. Kỳ Đào Hoa, bạn an toàn. Xin mời Nhiễm Uya và Tí Nâu. Đây là giây phút mà chúng tôi thực sự rất tiếc bởi vì phải lộ diện một nhân vật trong ngày hôm nay. Dễ thương. Và nhân vật hội đồng cố vấn cũng như khán giả tại trường quay muốn người ấy phải lộ diện ngày hôm nay đó chính là Nhiễm Uya. Nhiễm Uya. Và điểm số 10.10%. Xin được chúc mừng Tí Nâu, bạn sẽ giành tấm vé đi tiếp. Và cuối cùng là Nhiễm Uya 8.59% điểm tổng. Một lần nữa chúc mừng 4 nghệ sĩ đã giành tấm vé đi tiếp với chúng tôi vào tuần sau. Xin được chúc mừng ạ. Và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ biết được danh tính của nhân vật ẩn đằng sau chiếc mặt nạ Nhiễm Uya là ai. Trước tiên chúng tôi sẽ trích xuất từ các sách của ngân hàng VAB kết quả ấn tượng đầu tiên về Nhiễm Uya mà hội đồng cố vấn đã viết. Xin mời vệ sĩ áo đen. Vâng ạ, cảm ơn ạ.
hội đồng cố vấn có thay đổi quan điểm của mình về nhân vật này hay không. Dạ em xin phép đi tiên thông em thay đổi. Ui đón ai? Dạ em thấy là trong cái hint mà mình có thời điểm hiện tại thì em xin mạnh dạn cả tin để đoán đây là ca sĩ Song Luân ạ. Ca sĩ Song Luân, anh Trấn Thành, tên gì ạ? Muốn thay đổi hay không? Tôi không có chắc chắn về giọng hát này, cho nên trong phút chốc tôi đã dại dột nghe theo tóc tiên. Nhưng mà thôi kệ, mình đã viết vào đó thì mình phải tin vào những gì mình đã tin từ lúc đầu. Thì tôi vẫn nghĩ đây là Song Luân ạ. Tóc tiên. Dạ, em có rất là nhiều sự dại dột trong hai tập vừa rồi. Nhưng mà riêng về cái khoản của bạn này thì em chắc chắn là em phải đổi kết quả. Em phải giữ danh dự cái sự trong sáng về cái nhận định của em, về logic của em. Thì đây chắc chắn là Rocker Nguyễn. Chốt, Gilly vẫn là Rocker Nguyễn. Cái suy đoán của mọi người giữa Song Luân và Rocker Nguyễn á, thì em cảm giác như là Rocker Nguyễn có vẻ là chính xác hơn á. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Bây giờ là kết quả thực sự mà mọi người đã viết. Đầu tiên, tự tin ngút ngàn với phần giới thiệu của mình. Chỉ cần nghe qua vài ba câu đầu đã biết được đó là ai. Anh Trấn Thành, anh Trấn Thành. Anh viết vào đây không những là một cái tên mà tới hai nghệ sĩ trừ hao. Đó là ca sĩ Khánh Phương và ở dưới còn thồng thêm là Song Luân. Sao chơi chắc cứu vậy Thành? Cha mẹ vẫn thường dạy chúng ta không nên bỏ 10 cái trứng vào một cái rổ à. Cho nên là anh Thành đã bỏ hai cái rổ vào một cái trứng. À, kết quả của Wowie đó chính là anh Johnny Trí Nguyễn. Rất mãnh liệt, niềm tin ấy kéo dài suốt 2 tập. Em thấy chương trình lừa chưa? Được cái tai vàng là phải... Tóc tiên! Một nhân vật mà không khai ra tới tận thời điểm này. Nhưng mà em thấy cũng có ý đúng chứ bọn. Nhân vật mà tiên chọn trong phong thư đó chính là anh Phạm Anh Khoa. Cũng có ý đúng chứ bọn. Không hề luôn. Cũng có máu róc trong người chứ bọn. Không hề luôn. Cái này là tất nhiên nhìn bề ngoài mà đoán người nè đúng không? Không, tại vì có tập rất là đô, xong rồi còn hát tiếng Anh tốt nữa. Thấy gai gai là rocker nè. Dạ không hề luôn, cái giọng hát đó là không thể là Phạm Anh Khoa được. Thì bây giờ nhục hết cả ba rồi còn gì. Luật chơi là hội đồng cố vấn chỉ việc viết tên một người duy nhất mà thôi. Nên cái sự trừ hao của anh Thành thì tôi cũng trừ hao ra luôn. Là trừ không một. Tính. Và chúng tôi xin thông báo đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIP hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIP Travel Elite, thẻ tín dụng với phí giao dịch ngoại tệ cạnh tranh nhất chỉ 1.75%. Rồi, bây giờ để xem anh ấy là ai. Khoan, có vệ sĩ mở giùm. Mở ra, mở ra. Em có một cái tên Rocker Nguyễn. Không gì có thể qua mắt được phụ nữ. Wow. Sợ chưa? Có đang sinh sống tại Mỹ không? Biết có phải là Song Luân hay không? Wow. Ta đã thấy ngà ngươi rồi. Thấy từ đầu anh đã toán gần đúng rồi. Có nằm trong option của anh đã không dại dột nghe lời em. Là lỗi tại anh chứ sao đổ lỗi cho em, cho em. Tại vì em nói thuyết một quá. Em không biết cái vụ đi quân ngũ luôn á. Anh cũng không biết đi quân ngũ luôn. Bộ phim đầu tiên á mà mình tham gia là bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Trời ơi. Và cái hình là trái táo. Và cái bông có nghĩa là cây táo nở hoa. Trời đất ơi. Nó nói nó nhập ngủ, bây giờ nó nhập thông tin tôi muốn ngủ luôn. Cái này là cho biên tập thôi. Còn cái Mr. Win là suy luận đúng rồi á. Ông Cao Thắng, anh Quơ Quy suy luận đúng rồi. Nhiều ơi, Rocker Nguyễn. Em coi thử thôi phải. Cái năng lượng của chị Tiên
Rồi, chị biết ai rồi, chắc chắn là ai rồi. Em ngồi bên cạnh em bị ảnh hưởng chứ. Nhưng mà nó có rất là nhiều cái điểm để chị phải suy luận ra là như vậy. Tại vì theo cái đôi giày da nữa thì chị thấy là rocker rất là hay mang cái kiểu mà đinh tán da vậy. Đúng, 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 đúng. Thật ra là rocker với lại Luân có nhiều cái điểm giống nhau lắm. Tại vì họ đều là những cái người bên ngoài rất là năng động, nhưng mà bên trong họ là những người sống rất là nội tâm. Tôi feel được điều đó. Em gặp mỗi ngày luôn mà đứng kế em không thể nhận ra được. Ngày nào cũng gặp ông này trong phòng gym mà không hiểu sao. Mà em tin rằng là khán giả theo dõi chương trình sẽ chia ra làm hai phe, một bên là Song Luân, một bên rocker Nguyễn. Tại vì em vẫn thấy là những cái phán đoán của em nó rất là logic mà nó không đúng thôi. Ban đầu á là chị Tiên nói những cái hint mà em nghĩ là đoán ra em luôn. Cuối cùng phán đoán ra là rocker Nguyễn kêu trời rồi, tào lao rồi, tào lao rồi. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt nè, là cái hình tượng mà Song Luân muốn mang đến The Masked Singer Việt Nam, tại sao là nhím u da? Bình thường nhím nó chích anh kêu gì? Ai da. Không, sao không kêu ui da. Thật ra là con nhím này nó cũng giống tính cách của em. Em cảm nhận chỉ có thể mình giúp mình bảo vệ chính mình. Và em có những cái góc khuất bản thân của em. Em nghĩ là nó khá hợp với con nhím. Hỏi là lý do tại sao bạn đến The Masked Singer Việt Nam. Em cảm thấy rất là hứng thú và em nghĩ đây là một cái sân chơi rất là vui. Và khá lâu rồi em không có được đứng trên sân khấu để hát. Thật sự hôm nay em bị lộ mặt sớm. Thì đối với em rất là enjoy với chuyện này. Và em thấy là được đứng chung với tất cả những mascot khác hát nãy giờ, em cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì em cũng có những cái dự đoán riêng cho mình. Và mình nghĩ là trời ơi, chưa bao giờ mình nghĩ mình có thể đứng chung mình hát với những người tiền bối như vậy. Theo cái phán đoán của em. Wow. Một sân chơi với rất nhiều những bậc thầy về thanh nhạc, xứng đáng sự danh lai này đúng không? Và bây giờ chúng tôi sẽ dành tặng cho bạn một sân khấu đặc biệt nữa, đó là bài ca lộ diện của Song Luân. Xin mời. Tình yêu giờ chỉ còn lại mong trong tình giữa miệt nhoài. Cứ nghĩ xa em là điều tốt nhất cho cả hai. Lời chia tay nói nhiều thành thật. Cuối chân trời nắng đang nhạt dần. Chẳng ai trên đời lại như anh, đổi tình yêu để lấy cô đơn. Điều quý giá nhất trên đời là em. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên, mắt em rồi chẳng còn gì để mắt nữa. Anh ôm trọn tiếng nuối, cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương, trách anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban. Một mình anh với cây đèn cổ, ngồi trước lá anh nhìn suy tư. Chân anh run sẽ không đặt nổi phim đâu. Mắt anh cay khi mà nghĩ về quá khứ. Có lẽ đây là bài hát đầu tiên anh sẽ nói ra hết cho chuyện tình. Giữ im lặng lâu nay không lên tiếng, với hy vọng cùng em đón bình minh. Hoa kia rồi cũng sẽ tan. PSN show ai rồi cũng sẽ khác. Tình yêu cũng sẽ mục nát khi chúng ta dần là bay. Anh lẽ điều quý giá nhất trên đời là em. Tại anh không giữ hạnh phúc cạnh bên, mất em rồi chẳng còn gì để anh mất nữa. Anh ôm trọn tiếc nuối, cẩn thận cất giấu nỗi buồn về em. Cuộc tình song phương giờ hóa đơn phương, chắc anh ngu muội tự đánh mất món quà do trời ban. Yêu đi chút may mắn để chúng đôi, và chiếc nhẫn cưới mãi mãi sẽ chẳng thể từ đeo lên tay em. Thời gian sẽ xóa đi chuyện của chúng ta, trả lại cho em hạnh phúc em mong đợi, nhưng lại chẳng thể trả cho anh món quà
do trời ban. Chẳng ai trên đời lại như anh, đổi tình yêu để lấy cô đơn. Về nhạc sở trường là khác liền. Bài hát này được viết cách đây 4 năm khi mà em chia tay người yêu cũ của em. Em và người anh của em cùng viết bài hát này và em nghĩ là em sẽ ra bài hát này mà em chưa nghĩ có cái dịp nào để ra. Đây là lần thích hợp nhất em có thể hát bài hát này, cũng là lần đầu tiên em nói về cái cuộc tình này cách đây 4 năm trước. Lần đầu tiên luôn. Đúng chủ đề chúng ta ngày hôm nay, những điều đầu tiên. Yeah. Hay quá. Và khi mà ra cái bài này lần đầu tiên cũng là lần đầu tiên bạn ấy nói rằng là đã gạt bỏ được mối tình đó rồi, bây giờ đã sẵn sàng yêu một người yêu mới rồi. Mà tôi nói thật đó nha, tại sao một cái người đẹp trai, hát hay, dễ thương như Song Luân tới giờ vẫn ế là sao trời ơi? Sao anh biết lỡ có người yêu? Có người yêu cho em. Anh Thành biết rõ là em ế mà. Bạn cầu lông. Trời ơi, các bạn nữ ơi, các bạn đang ở đâu ạ? Ở dưới đây nè. Và thưa quý vị, nếu mà các bạn muốn làm quen hoặc là giao lưu với nam ca sĩ đang độc thân Song Luân, hãy gửi mail về cho chúng tôi, themasksingervietnam.vn. Chúng tôi sẽ giảm 10% cho những cuộc gọi đầu tiên. Rồi, cảm ơn Song Luân rất là nhiều. Và bây giờ xin mời hội đồng cố vấn chúng ta hãy cùng nhau bước xuống sân khấu để nói lời chào tạm biệt với Song Luân cũng như quý vị khán giả. Xin mời. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam do VON và VChannel thuộc tổ hợp Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VON, kênh truyền hình HTV2 VChannel. Để xem sớm nhất The Mask Singer Việt Nam, chúng ta có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí VON. VON không thể rời mắt. Chúng ta cũng có thể view theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức của chúng tôi để cập nhật những nội dung độc quyền. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Ngân hàng Quốc tế VIB, dẫn đầu xu thế thẻ. Sở hữu ngay thẻ VIB Online Plus, hoàn đến 6% mua sắm trực tuyến. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành Pepsi, sảng khoái Pepsi, cùng cùng nhạc chất. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở vòng thi kế tiếp vào tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Tuần sau, bản A sẽ quay trở lại. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm thi bùng nổ và phá vỡ mọi suy đoán ban đầu. Những cái phán đoán tập trước của em á, coi như banh xác với cái bài này luôn rồi. Cho đến bài thứ 3, ta mới biết nhà người là ai. A hi hi. Cái tháng của bạn này nó rất đặc trưng mà nó tố cáo bạn là ai. Wow. Lo. Ai đâu lo. Nhớ mạnh miệng nha. Em xác nhận đây phải là bạn em. Đừng có diễn nữa. Hả? Hả? Hai người này ở ngoài phải là bạn. Có khi nào là lúa với bắp nó trồng chung một ruộng nó thân không? Ừ. Nhưng mà lúa người ăn và bắp nhiều khi là dịch ăn nha. Đấy giờ. Mọi người ơi, trong The Masked Singer Việt Nam mùa đầu tiên thiếu chắc chắn 1000%. Lady May là Hoàng Minh Di. Chắc chắn. Đặt cược. Ơi. May mới tâm sự với lại Bắp là May rất là thích bay ngao du khắp nơi. Nếu mà hiểu sai thì May muốn một cái vé. Hay business đi đâu May muốn. Nhưng mà May phải đi với Trọng Hiếu. Cái giọng hát này phải xuất khẩu. Hát hay quá. Nhiều ạ. Đáng nhiêu thì tùy, để coi coi em đi được tới dòng nào. Người tiếp theo phải lộ diện sẽ là... Em đi với anh Huawei ạ, chị Như Quỳnh ạ. Hôm nay có em đồng minh vui. Ok, để coi nha.
Chết rồi. Hôm nay hai anh em mình nhục nữa. Lại một cú tát chí mạng. Cái gì nữa vậy? Cái gì? Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo của The Masked Singer Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên siêu ứng dụng giải trí Vion và kênh truyền hình HTV2 V Channel. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.